Hai chào anh em, chào mừng trở lại với kênh 195 đó. Thì mình có nhận được một số cái lời yêu cầu của anh em làm về cái việc mà chúng ta chuyển từ C1, C2, C3 trong con lốc lốc rút đó. Thì nhiều anh em hỏi cách như chúng ta qua C1, C2, C3 sao. Thì muốn anh em từ C1 mà muốn qua C2 thì chúng ta phải qua đáp ứng được các điều kiện mà chúng ta lên level lên cấp mới qua được nha. Còn trong video này mình sẽ chia sẻ anh em cách để chúng ta có thể qua từ C1, C2, C3. Còn anh em nào mà từ C3 về C2 về C1 thì anh em tìm lại cái video cũ mình đã làm vài tháng trước đó, em xem lại nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi từ 1, 2, 3 luôn ha. Rồi đầu tiên thì mình sẽ vào cái ứng dụng Google Lock nè, mình sẽ vào cái game Clock Root nè. Đây nhiều anh em hỏi cái C1, C2, C3 lắm thì hôm nay mình mới chia sẻ anh em được. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành vào nha. Đây mình vào đây anh em, chúng ta từ C1 ha. Đây mình đang nằm ở C1, bây giờ mình muốn qua C2 á, ví dụ như mình đang nằm ở cái đảo làng Thả Hải Quân nha, đó làng bắt đầu của đảo Hải Quân nè. Bây giờ mình muốn qua C2 thì sao, thì anh em sẽ đủ điều kiện, tất cả các điều kiện để chúng ta qua C nha. Đây ví dụ như bây giờ anh em sẽ đi xuống dưới này nè, anh em đi xuống cái bến cảng ở phía dưới này nè, đó anh thấy chưa. Đây thì anh em sẽ nhìn thẳng luôn nè, đó từ C1 anh em nhìn thẳng qua cái đảo đối diện nè, anh em thấy cái đảo đối diện không, đó đó, đó cái đảo đối diện đó, đó là thị trấn trung tâm nè. Thì anh em sẽ bấm vào đây, anh em bấm dùng cổng di chuyển, anh em thấy là cái đảo thị trấn trung tâm á. Đây thị trấn trung tâm là cái nơi mình đi để qua C2 nè. Ok các bạn này, chào nữa nè, chào ô chào một cái đi anh em ơi, chào. Rồi ok, chào một cái nha. Rồi ok, rồi chào một cái bay luôn, rồi xong nhỏ rồi. Rồi đó anh em thấy không, ở phía chờ từ cái làng Hải Quân anh em nhìn thẳng qua, anh em thấy là cái đảo trung tâm nè, đó nè. Đây nhìn thẳng qua thì nơi đây là cái nơi mà để chúng ta có thể qua được cái C2 nha. Ok bây giờ mà anh em có thể mua cái thuyền, anh em lại đây nè, anh em nào mới chơi Clock Root á thì anh em, trời ơi đã nghèo gớt mùng tơi còn hỏi Roblox không, Roblox không nữa. Đây mình sẽ mua con thuyền nha, vì ơi hả thuyền đang được sử dụng, trời đó. Ồ gì hả, vậy là mình qua đây xài đỡ con thuyền này nha. Đây thì anh em qua đây nè, đó anh em thấy cái rồi di chuyển thẳng luôn. Đây anh quẹo quẹo nè, đó anh nhìn thấy cái đảo này không, bây giờ chúng ta sẽ quẹo nè. Rồi quẹo thẳng qua bên kia, rồi chở các bạn này đi luôn nha. Đó thì chúng ta sẽ bắn thẳng qua C2. Đó anh em từ C1 qua C2 thì phải đủ điều kiện một cái nha, chúng ta mới qua được nha. Đây anh em có thể bay nè, bay từ cái làng Hải Quân nè, bay thẳng qua luôn. Đây bay thẳng qua đây nè. Rồi bây giờ mình sẽ dùng thuyền mình đi cho nó ha. Đó đi qua này. Rồi giờ mình bay lên nè. Rồi đó, sau khi bay lên đây thì chúng ta sẽ gặp cái ông có tên là Si Cấp Thành nha. Đây tìm cái ông đó, tìm cái ông đó đi. Trời ơi ngoài dương bạn khổ quá mà. Đây chú ý cho mình cái ông này nè, có tên là Fredson Captain nè. Đó chúng ta sẽ bật lại đây, bấm tay nhấn tương tác, rồi chúng ta sẽ bấm chữ nói chuyện nha. Rồi chúng ta sẽ bấm có nó, tôi sẽ đưa bạn đến C2 nè, bạn muốn đi không, chúng ta bấm đi. Rồi ok, là từ cái đảo Hải Quân anh em bắn thẳng qua đảo làng trung tâm là anh em có thể qua được C2 nha, gặp đúng cái ông đó là chúng ta qua được. Rồi ok bây giờ mình sẽ chia sẻ anh em từ C2 qua C3 ở đâu luôn. Ok bây giờ bấm Hải Quân cái đi. Rồi ví dụ như anh em đang C2 nè, quân có hoa hồng nè. Rồi anh em muốn về lại C1 thì cũng vậy luôn ha, ví dụ như đang C2 muốn về C1 thì anh em nằm ở cái đảo quân có hoa hồng ở đây, rồi anh em cũng gặp ở đây nè ha. Anh em nhìn qua đây nè thì em thấy cái ông của tôi là Sea Captain nè. Đây là cái ông mà chúng ta đi di chuyển giữa các đảo đó nè, giữa các nè. Đó bây giờ anh em muốn qua C3 thì sao, bây giờ anh em mà gặp ông này là anh em có thể về lại C1 đó ha. Từ C1 qua C2 là gặp ông này sẽ trở về C1. Bây giờ mình sẽ qua C3 thì làm sao, thì chúng ta đi tiếp thì sao. Đó bây giờ chia sẻ anh em cách chúng ta đi nè, chúng ta sẽ đi qua đây nè, bên C2 thì chúng ta sẽ đi ngay chỗ mà làng hoa hồng á đó, thì chúng ta đi thẳng ra đây nè. Ở đây thì mình không quay màn hình được anh em thông cảm nha, mình quay bằng cái điện thoại luôn đó cho anh em thấy cái thao tác tay luôn cho nó dễ ha.
Rồi ok, bây giờ mình từ C2 phải không? Anh em vừa qua hồng nè, anh em bắn thẳng cho mình ra sau là chúng ta có thể qua được C3 đó. Nhiều anh em bị lạc lắm anh em. Chúng ta nằm ở C2 rồi chúng ta thấy có thể bị lạc luôn, không đường qua, không biết đường qua. Cho anh em nào mà mới làm quen với block route á là chúng ta không biết đường qua đâu. Ha. Đó, anh em đi thẳng luôn nè, vừa qua hồng anh em đi thẳng luôn. Đó, đi thẳng. Anh em thấy mấy cái cây đó không? Đây, mấy cái bông phía sau là vườn thực vật đó. Thì nói chung là muốn qua được C3 thì anh em bắn thẳng cho mình qua cái vườn thực vật của C2 á. Ha, thì nó nằm đây nè. Trời ơi trời á, cái gì vậy trời? Đó, tôi khổ quá mà. Đó, anh em thấy chưa? Tôi quay video tôi khổ cả đó. Đó. Nó chết queo luôn kìa. À. Cứ việc bay nha, ở đây thì đoạn video này mình không có cắt nha. Đó, anh em thấy cho rõ. Rồi mình sẽ qua C3 nha. Hiện tại thì có 3 C thôi. Đây cái vườn thực vật nè. Bay qua luôn. Đó, cứ việc bay thôi anh em. Rồi. Anh em đi trên cầu để rớt cái biển là gặp bà gì luôn á. Đó, nghe qua cái vườn thực vật ở bên của Hồng C2 nè. À, vườn thực vật tới nè anh em. Đó, vườn thực vật nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm đến cái ông thuyền trưởng. Đây anh em thấy không? Rồi sau cái vườn thực vật này là chỗ cái bến cảng nè. Đó, thì anh em thấy cái ông có tên là Mr. Captain nè. Đây, ông Mr. Captain bên C2 nè. Ta sẽ đi gặp ông này. Đó, nhớ nha. Rồi chúng ta bấm nói chuyện. Rồi, tôi có thể đưa bạn đến biển thứ ba, bạn có muốn đi không? Chú ý nha, anh em nhớ cái chữ là Captain nè, Tion này nè, đó Captain đó. À, bây giờ chúng ta phải bấm có nha, nhớ cái avatar ông này nha anh em. Đó, ông này sẽ đưa anh em đến các loại C nè, C1, C2, C3 và C tiểu luôn. Rồi ok, bây giờ mình bấm có. Đó, giờ chúng ta sẽ qua C3 nè. À, đối với anh em nào muốn qua từng cây C á, thì chúng ta phải đáp ứng được level nè. Đó, cấp của anh em á mới qua được C nha. Rồi ok, mình sẽ qua C3. Đó, thị trấn cảng nó nằm ở C3 đây. Rồi, mới qua C3 thì anh em nhớ lưu ý luôn là anh em qua cái thị trấn cảng này nè. Để chúng ta có thể về được C2 đó thì nhớ là anh em sẽ về ở C3 dù map nào cũng vậy. Chúng anh em ra xem lại cái video cũ nha, mình đã chia sẻ rất là nhiều. Còn video này thì mình sẽ đi một lượt 1 2 3 luôn ha. Thì ví dụ như anh em lên C3 rồi thì anh em nhớ cho mình là cái thị trấn cảng này nó sẽ đưa anh em về C1, C2, C3 được đó, C2 được đó. Thì chúng ta chọn qua đây nè. Đó, chỗ thị trấn cảng nè. Đó. Thì em sẽ thấy lại cái ông này. Đây, cái ông này nè. Đây, cái ông có tên là Express Captain nè. Đó, thì chúng ta bấm nói chuyện. Thì ông này sẽ đưa anh em về lại C2 nha. Nhớ cái avatar của ông này nha. Ông này nó ổng nằm ở bên cái thị trấn cảng của C3 đó. Và anh em muốn về lại C2 thì gặp ông này nha. Đó, em thấy không? Rồi, đó. Bấm có, hiện tại sẽ quay lại C2 nè. Ok, bây giờ mình sẽ quay C2 cho anh em thấy nè. Đó, thấy không? Rồi, block route second C là C2 đó nè. Rồi đó, chúng ta về lại C2 được rồi đó. Thì nó về lại là về ngay Vương quốc Hoa Hồng. À, từ Vương quốc Hoa Hồng nè, anh em muốn về lại C1 thì gặp ông này nè. À, ok, bây giờ mình về luôn cho anh em thấy là về C1 luôn nè. Đây, về lại C1 nha. Đó. Rồi, anh em nhớ vị trí nha. Nhớ vị trí con thuyền trưởng này mà chúng ta về đúng nha. Rồi, còn cái video bên kia thì mình làm rất là chi tiết cho anh em lỡ từ ở đảo nào đó, qua đâu á, muốn về lại thì anh em xem lại những video đó nha. Rồi, còn video này mình đã giải đáp thắc mắc cho một số anh em từ C1 qua C2, C3 ở đâu đó. Rồi, ok, anh em thấy hay đừng quên cho mình một like, đăng ký. Nhớ chia sẻ video này cho mọi người biết. Hẹn gặp lại video tiếp theo.